Điều nắng cho buồn vào tóc em. Bàn tay sáng sao. Đây là lúc em thích. Lạ thật, nó vừa ghê ghê vừa rất thoải ý. Có thể nói đây là một huyễn tưởng bếp núc. Nhưng thời nào thì đàn ông cũng cho phép và thích được người ta sờ vào chỗ khác. Tuyệt, da không nứt chỗ nào. Em không hình dung mẹ chúng ta có thể yêu trọn vẹn một người đàn ông nào khác ngoài bố. Em cảm thấy trong tim mình rằng mẹ trung thủy. Em chắc chắn thế. Bố mẹ luôn luôn ở bên nhau, không thể tách rời. Bằng cớ là mẹ vừa mất được một tháng, bố đã đi theo mẹ liền. Có một cái gì hoàn hảo trong quan hệ của bố mẹ. Và em xin nhắc các chị điều này mà chúng mình đã nói với nhau hàng nghìn lần. Mẹ hơn bố gần một tháng tuổi. Việc bố mất sau mẹ một tháng khiến cho hai người đã sống một độ dài thời gian gần như bằng nhau, chỉ xê xích vài giờ theo cách tính của chúng ta. Ngã tư hàng cá chả cá không? Có rất đông người. Và lúc đó em có một cảm giác lạ. Em thấy người ta nhìn chúng mình như một cặp vợ chồng. Anh có bao giờ có cảm giác đó không? Chợt lên màu nắng, em qua công viên mắt em ngây tròn, lung linh nắng thủy tinh vàng, chợt hồn buồn dâng mênh mang. Chiều đã đi vào vườn mắt em, mùa thu qua tay đã bao lần. Ngàn cây thắp nến lên hai hàng màu nắng bay em có mang trong mắt em. Chị, em có thể hỏi chị một câu được không? Được. Liệu có khi nào chị Chớm có ý nghĩ lừa dối anh Quốc không? Ý nghĩ lừa dối Quốc đã chứng trong đầu chị một lần.
đi công tác và chị bị dậy. Anh sắp sắp mơ mơ quay về. Và có một cái gì đó thay đổi nơi anh. Đã 4 năm dòng anh nín thở. Ở đây cũng như ở Hà Nội, anh có cảm giác như bên trong anh bị què cụt, khô kiệt. Anh sống và như thế cuộc sống của anh bị treo vậy. Cuộc trở nên khó hiểu. Anh biết. Em biết ở Hà Nội anh cũng không khác. Cái quả tạ ấy đè trên tim anh. Em sợ mất những khoảnh khắc cả ba chúng ta bên nhau. Điều đó làm tổn hại đến quan hệ giữa hai anh chị. Sau này khi sinh chuột chí rồi, tình hình vẫn không tốt hơn. Chính vào lúc đó anh đã xuất hiện. Mình phải sống ở một nơi nào mà tâm hồn mình tìm thấy sự hòa hợp thật sự và hài hòa với những cái xung quanh. Sự hài hòa đôi khi có thể là một an ủi. Cháu biết sống ở đây không phải là một giải pháp. Chính lúc này cháu phân vân giữa hai nơi lôi cuốn cháu với một sức mạnh ngang nhau. Không có ai sống ở đây. Không, chẳng có ma nào hết. Cháu thì thấy sống ở đây hợp với cháu. Tôi thì không thể, quá buồn. Cháu biết, sống ở đây không phải là một giải pháp. Chính lúc này, cháu phân vân giữa hai nơi lôi cuốn cháu với một sức mạnh ngang nhau. Vậy thì mai anh về đi. Nhưng đừng hứa với em điều gì. Em sẽ chờ đợi anh. Bác làm gì khi nỗi buồn quá lớn? Tôi xuống xóm kiếm một cô nàng và rước vào lòng cô ta. Có một ả rất dịu dàng và thương tôi lắm. Khi nào buồn, tôi gọi ả đến. Tôi cứ nằm xuống kề sát ả. Làn da mềm mại và ấm áp ấy và nạm lông êm dịu. Đột nhiên, một nỗi đau ghê gớm xoáy qua ngực tôi, khiến tôi thầm cảm ơn trời và ngủ thiếp đi. Nếu chẳng may nửa đêm tôi tỉnh dậy và thấy ả ngủ bên cạnh mình, nỗi buồn tôi cảm thấy lúc bây giờ không gì xua tan nổi. Lương tâm không yên ổn cùng với thời gian hóa thành nỗi buồn. Tôi lấy làm tiếc không giúp nữa được. Anh phải nói với Sương. Từ trước em đã biết anh có một đứa con với một người đàn bà khác. Em đã lục đồ của anh và điều ấy chẳng khó đoán. Qua những tấm ảnh anh mang về từ mỗi chuyến đi,
Em thấy đứa trẻ ngày một lớn như chính tự tay em nuôi nó. Và em sẽ tìm anh trong mây. Trong tất cả những gì anh nói, trong nỗi nhớ, điều duy nhất quan trọng em cần biết là anh không thể yêu em trọn vẹn bởi vì anh có lỗi đối với em. Em không yêu cầu anh bỏ người đàn bà ấy và con trai anh. Em biết anh yêu họ ngang yêu mẹ con em. Vài ngày nữa anh về nhà, chúng mình lại tiếp tục cuộc sống chung. Và đây là điều em hy vọng. Em là vợ anh. Em mong anh sẽ lại yêu em hơn là anh đã từng yêu em trong 4 năm qua. Em mong anh sẽ lại trở thành người đàn ông mà em đã từng biết trước khi chúng ta cưới nhau. Thế thôi.